Lúc vừa mới sinh ra có bán rồi. À, vừa mới sinh ra là ông bà nội đã bán đi một lần rồi. Vâng, ngày lớn ra thì được 3 tuổi nữa, ngày là bán một lần. 3 tuổi bán được 5 triệu. Ăn cái gì, ăn sẵn, ăn gì cũng là cùng nhau ăn. Thì mai khi nó lớn thì nó phát từ đi làm ăn. Chú là người xây công trình đầu tiên. Thì cháu muốn hỏi ý kiến của chú một chút là từ trước đến giờ trong cái quá trình mà tụi cháu mình đi làm với nhau ấy, và xong tất cả những công trình thì cháu có nợ tiền của chú không? Thưa với các bác là cháu Quyền không nợ tiền. 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này. Này, đâu, thừa một tờ. 3 triệu này, 4 triệu này. Chào các bác ạ. Cháu Quyền xin chào các bác. Xin chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Các bác thân mến, hiện tại thì cháu đang có mặt tại nhà của ông dì, hai ông cháu sống cô đơn ở trong rừng các bác ạ. Ngày hôm nay thì cháu quay trở lại có một phần quà của chị Hồng Anh ở bên Mỹ là gửi đến cho chú Phúc. Phần quà của chị là gửi đến 15 triệu. Trong đó thì cho anh A Phong là 5 triệu, cho anh A Báo, anh A Hải để nhập hàng là 5 triệu, cho chú Phúc là 5 triệu để chú Phúc đưa mẹ đi khám chữa bệnh. Ngày hôm nay thì cháu quay trở lại cập nhật tiến độ làm nhà của hai ông cháu và trao lại phần quà của chị Hồng Anh ở bên Mỹ đến cho chú Phúc. Thưa cô bác là vật liệu của nhà hai ông cháu ấy thì là không đến nơi do thời tiết mưa quá, đường trơn, vật liệu không vào được thì mấy anh em chở vật liệu có đổ ở đây. Đổ ở đây xong thì ông dì là lại phải mang xe rùa từ ngoài kia đẩy từ trên này xuống, đường rất là trơn. Đấy, phải lấy bạt tre vào không là mưa ấy. Ở đây tối nào cũng sương mù xong là mưa, cho nên là nếu mà gạch mà ướt thì mấy anh em thợ lại không xây được nên là lại phải che. Đấy, bây giờ là đẩy gạch về thôi bác nhỉ. Bác chưa ăn cơm đâu nhỉ? Chưa, tí mới ăn. Tí nữa nấu cơm ăn cho cháu xin bữa cơm nhá. Vâng. Thế Quyết là đi đâu rồi bác? Quyết đi học. Đi học à? Bác vừa mới đưa đi. À, bác sáng nay bác đưa Quyết đi đúng không? Vâng, vừa đến nhà. À, thế là đưa đi thì đi bộ hay là đi xe máy bác? Đi bộ thôi. Ồ. Thế là hôm nào đến đầu tuần là bác lại đưa Quyết đi học. Vâng. Còn cuối tuần thì bác lại đi đón. Vâng. Đấy, ở đây đi đến trường thì rất là xa các bác ạ. Đấy, đi bộ mất mấy tiếng mới đưa Quyết đến trường à bác? 3 tiếng. 3 tiếng mới đến trường. Vâng. Ôi dồi ôi. Đấy, phải công nhận là một người ông ngoại rất là tuyệt vời. Bác kể cho các ông các bà ở trên kênh của cháu biết về một chút về hoàn cảnh của bé Quyết một chút đi bác. Vâng. Bé Quyết thì nó bởi vì nó trước thì nó gà mẹ của nó cũng về đây không ở thì nó vẫn gần nhau thôi thì nó số không hợp nhau, nó bỏ nhau đi. Nó bỏ Quyết, bỏ cho ông nội, ông ba nội thì bà nội nó bán đi. Bán đi 2 lần đúng không? Vâng. Lúc vừa mới sinh ra có bán rồi. À, vừa mới sinh ra là bà nội đã bán đi một lần rồi. Vâng, ngày lớn ra thì được 3 tuổi nữa, ngày là bán một lần. 3 tuổi bán được 5 triệu. À, 5 triệu. Vâng. Thì nó xong là bác đi chuộc về à? Vâng, bác thì không nhất trí xử nó, mai kia nó lớn ra thì nó bảo là vẫn có ông có bà thì nó quay thường của nó không làm ra gì thì bác đi lấy về. À, đấy, bác lại đi chuộc về. Vâng, thì lấy về nó cùng kể cả khổ khăn bao nhiêu cũng là cùng ấy, ăn cái gì ăn sẵn, ăn gì cũng là cùng nhau ăn. Thì mai khi nó lớn thì nó khắc từ đi làm ăn. Vâng. Nó mới đi về xin trong thôn đây cũng không cho học, phải gửi cho anh em bên kia nhà trường khác, trường thôn khác nó cho ngủ ở chỗ nhà ông lúc nãy về giúp chuyển ghe đấy. Vâng. Ở nhà đấy được 2 năm hoặc là đến mẫu giáo xong thì nó đưa đi nhà đi trường chính bên kia. Vâng. Ừ. Đấy phải nói là một người ông ngoại rất là tuyệt vời. Đây là ông ngoại của bé Quyết 10 tuổi mà ở với ông bà nội bán đi 2 lần. Ông ngoại đã đi chuộc về, còn người bố thì bỏ đi đâu không biết. Được từ lúc còn bé bây giờ Quyết là không biết mặt bố. Còn mẹ thì ngày trước là cũng theo Quyết về đây nhưng mà bây giờ là bỏ con đi lấy chồng mới rồi. Đấy, để lại Quyết tự ở đây một mình với cả ông ngoại. Đấy, ông ngoại vừa kể là trước về đây ấy, là xin đi học rất là khó. Đấy, không được. Thì bây giờ bác là đi học ở tận tít dưới xã dưới kia cơ nên là rất là xa. Thì bởi vì nó bác cũng không biết chữ thì nó thì chịu khó đưa nó đi đứa bé đi học cho nó biết chữ một tí. Muốn biết chữ thì phải đi học bác nhỉ. Nếu mà cứ ở nhà như mình thì sau này cũng không biết chữ được. Đấy. Thì nó cố gắng chịu khó sáng trước vậy đưa đi. Bây giờ nó không đưa đi thì nó xử nó đi chơi đâu, nó gặp anh em bảo có xe máy mà ngồi xe đi thì xử nó khỏi lấy đi. À đấy. Bác dì bác ấy bảo là kiểu nào kiểu có bác cũng chịu khó. Sợ là Quyết tự đi ấy thì ai đi xe máy qua thì sợ bảo là rủ đi xong là đưa đi mang đi bán, nên là ông ngoại là không dám mà cho đi một mình, phải lúc nào cũng ông ngoại đưa đi. Chứ có cho ở nhà ông này được 2-3 năm rồi. Hàng tuần mới đi đón về. Các bác có thể nhìn thấy là đường vào nhà của hai ông cháu ấy. Mặc dù là ngày trước anh em cháu đã đào đường to nhưng mà trơn quá. Đấy, trơn quá thì ô tô không vào đây được. Đây các bác hôm trước là tí nữa ô tô bị rơi xuống đây này. Lún chỗ này. Chở vật liệu vào nhà bác là ai cũng hơi ngại đấy nhờ. Vâng. Mai bác đi mượn con trâu về để kéo gạch đúng không? Vâng. Đấy, bác dì bác bảo là đẩy xe rùa kiểu này thì thứ nhất là được ít, thứ hai là rất là mệt. Mai bác sẽ đi mượn con trâu về để kéo gạch từ trên kia xuống. Hôm nay thì đội thợ của chú Phúc vẫn đang tiến hành xây. Thì cháu vào đây để trao phần quà của chị Hồng Anh ở bên Mỹ là gửi đến cho chú, để chú ấy có thể là một là đi mua thuốc, hai là đưa mẹ đi khám. Đấy, chị Hồng Anh cũng xem được cái thước phim của anh em cháu chia sẻ lên đấy. Hôm nay là chú cũng ra hộ ông gì à chú? Vâng. Hôm nay được mấy chuyến rồi? 3 chuyến đi rồi thôi. Một buổi có được 10 chuyến không? Vâng. Thấy ông gì bảo mai đi nhà chú mượn con trâu về kéo ấy. Ở đây à? Con trâu kéo vẫn được mà không có con trâu kia nó là lại phải chế nhờ. Phải chế. Phải chế mới lấy được nhiều. Vâng. Con trâu là kéo được nhiều hơn đấy chú nhỉ. Ôi hôm nay thì cháu cũng mua thức ăn lên trên này để nấu cơm cùng với cả mấy anh em thợ ăn các bác ạ. Thưa các anh chị, đây là những sản phẩm đặc sản vùng cao mà hiện tại vợ chồng cháu đang bán ở trên kênh các bác ạ. Hiện tại là vợ chồng cháu có 2 loại mật ong, đó là mật ong khoái và mật ong hoa bạc hà. Mùa này thì là đang vào chính đầu vụ của mật ong hoa bạc hà, nguyên chất 100% chỉ có tại Hà Giang. Và ngoài ra thì cháu còn có mật ong khoái ở trên rừng già nguyên chất 100%. Mật ong thì có tác dụng là hỗ trợ về bệnh ho và liên quan đến đường hô hấp, ngăn ngừa bệnh ung thư. Và đặc biệt ở đây nếu mà các bác sử dụng kết hợp với bột nghệ là cực kỳ là tốt cho bệnh dạ dày. Ngoài ra thì hiện tại là vợ chồng cháu có những sản phẩm đặc sản ở trên vùng cao. Đây là măng nứa của anh A Báo. Và bên cạnh cháu Quyền đây là cũng là măng nứa, nhưng mà măng này là măng dối. Thì cái này là được xé ra thành sợi nhỏ hơn một chút. Ở đây thì là cháu còn có mật ong ngâm với hoa đu đủ đực phơi khô. Cái này là cực kỳ là tốt, tăng cường sức khỏe. hỗ trợ về bệnh ho cho đặc biệt là người lớn và trẻ em. Trên tay cháu Yển đây là đặc sản là miến rong ở trên vùng cao chúng cháu cô bác ạ. Cái này thì là làm bằng thủ công. Và những mặt hàng mà hiện tại chúng cháu đang bán ở trên kênh thì là hoàn toàn là tự nhiên cô bác nhá. Vì thế nên là khi mà cô bác có nhu cầu sử dụng thì là các bác cứ yên tâm cô bác ạ. Mật ong của cháu thì có tem và nhãn mác dán ở miệng chai và thân chai. Ở đây thì cháu có cuốn cả băng dính. Khi mà các bác nhận hàng thì các bác cứ kiểm tra đúng như hàng của vợ chồng cháu, rồi các bác giả tiền cho người đi giao hàng của bác nhé. Các bác kiểm tra mật ong của vợ chồng cháu bằng cách xoay nắp và sẽ nghe thấy tiếng kêu cạch cái, là tất nhiên là chai là chưa được mở của bác nhé. Để cháu sẽ rót thử ra cho các anh chị và pha với bột nghệ. Mật ong rất là đặc sánh, nguyên chất 100%. Các bác yên tâm về chất lượng sản phẩm. Và các bác mua những dòng mật của vợ chồng cháu đi chủ yếu là để làm thuốc, cho nên là vợ chồng cháu khi mà thu mua của bà con, vợ chồng cháu cũng chọn lọc ra những giọt mật nguyên chất 100%. Các bác mua hàng có thể liên hệ cho vợ chồng cháu qua hotline 0369 944 064 ở trên màn hình cô bác nhé. Còn bây giờ thì cháu mời cô bác anh chị là tiếp tục xem video. Bác cứ đi đẩy gạch ấy nhá, cơm để cháu nấu cho. Đấy, vừa nãy cháu mua thịt vào đây rồi, tí nữa cháu sẽ nấu cơm hộ với anh em thợ luôn. Anh em thợ thì do là gạch vào đây không đủ ấy các bác, nên là chú Phúc chú ý chỉ gọi 3 người vào đây làm thôi. Còn nếu mà gạch mà đủ thì gọi đông người vào thì nhanh hơn. Cháu chào chú Phúc nhá. Đấy, chú gửi lời chào đến các ông các bà. Vâng, cháu xin chào các bác, các ông các bà. Hôm nay là vẫn là 3 người làm à chú? Vâng, hôm nay 3 người làm. Buổi chiều được vác giáo không? Buổi chiều chắc không được. Chưa vác được. Chắc còn là... Đây là ướt quá. Các chú ấy đang xây cái nhà bếp này các bác. Bếp với cả nhà vệ sinh, nhà bếp rò này. Đây là cái không gian của nhà bếp. Đấy, hôm nay là ra đây là thông báo cho chú một tin vui nhá. Thông báo cho chú một tin vui là có một phần quà là đến cho chú. Đấy, với một số tiền là rất là lớn. đi vào nhà tí nhỉ, chú đi vào để giới thiệu công trình một tí nhỉ. Đấy, cũng may là thời tiết không nắng nhưng mà cũng khô rồi các bác. Ở dưới này ông dì định làm cái chuồng lợn đấy à? Ông dì bảo làm chuồng lợn hay là cho giải xong có con gà thì cho thóc vào nó ăn nó dí. Đấy, ông dì trộn vữa ở đây nhưng mà định làm cái chuồng lợn đây, nhưng mà đây đối diện cửa ấy, mấy đứa mùi vào trong nhà hết, không hợp lý. Nếu mà làm chuồng gà thì được nhờ. Đấy, nhà của hai ông cháu thì cũng như nhà của Yến Bơn thôi các bác ạ. Vẫn hình thức xây là như vậy. Nhà này phòng khách phòng ngủ nó rộng hơn nhiều. Phòng ngủ rộng hơn. Vâng. Phòng khách lại hẹp hơn đúng không? Phòng khách như nhau. Nhà tổng chiều dài là bao nhiêu mét? Hơn 8 mét. 8 mét. Phòng ngủ 3 mét. Phòng khách 3 mét là 4 mét. 3 mét rưỡi. Phòng ngủ 3 mét rưỡi, phòng khách 4 mét rưỡi. Đấy. Ở đây thì tầm 4 mâm cơm là thoải mái các bác ạ. Hai phòng ngủ. Đấy, hai phòng ngủ, phòng nào cũng để cửa sổ. Đấy, chú xem là ở dưới này thì cửa sổ này để ô thoáng nhá. Vâng, cái này với cái kia là để ô thoáng. Cái này với cái kia để 3 ô thoáng cho cháu. Vâng. Và trên nhà này cũng để 3 ô thoáng. Ở dưới này thì vẫn làm 3 bậc thang lên nhá. Vâng. Chắc cái kia không cần để đâu nhỉ. Còn cửa sổ ở phòng ngủ bên trong này thì không cần để ô thoáng nữa. Cũng xây xong bây giờ để cũng không được rồi. Còn cửa này, cửa vào nhà bếp này. Đấy. Rồi, đi ra đây để cháu trao quà cho chú nhé. Hôm nay thì thưa cô bác, anh chị là cháu có lên trên này. Và ngày trước là cháu có nhận được phần quà của chị Hồng Anh ở bên Mỹ là gửi đến. Vừa nãy cháu có nói rồi là 15 triệu. Trong đó thì cho anh A Phong 5 triệu để nhập hàng tạp hóa. Và cho anh A Báo, anh A Hải 5 triệu nữa để nhập hàng tạp hóa nữa. Và cho chú Phúc là 5 triệu để làm kinh phí đưa mẹ của chú đi khám. Wow. Đấy. Bây giờ thì thưa cô bác là để mà những số tiền các bác gửi đến cho ấy, ngày trước là cháu trao cho chú là 7,5 triệu đúng không? Wow. Chú nhận đủ tiền chưa? Đủ rồi ạ. Hôm nay thì cháu nhận được tiếp là 5 triệu nữa. Thế là thành 12,5 triệu. Wow. Phải không? Wow. Bên anh Khương thì anh cũng trao tiền cho chú chưa? Trao rồi ạ. Đấy. Thì ngày hôm nay thì cháu cũng ra đây và một lần nữa thì cháu cũng muốn hỏi ý kiến của chú một chút, là chú thì cũng theo cháu từ công trình từ đầu đến bây giờ rồi, từ ngày mà cháu thành lập kênh ấy các bác đến bây giờ. Đấy thì từ nhà của anh Lúa đúng không? Vâng. Đấy, anh A Lúa 5 con đến bây giờ thì chú là người xây công trình đầu tiên, thì cháu muốn hỏi ý kiến của chú một chút là từ trước đến giờ trong cái quá trình mà tụi cháu mình đi làm với nhau ấy và xong tất cả những công trình thì cháu có nợ tiền của chú không? Thưa với các bác là cháu Quyền không nợ tiền của cháu đâu ạ. Đấy, chú qua video thì chú cứ nói thẳng thì nói ra hết đi, tại vì ví dụ như có những vấn đề gì ấy giữa chú cháu mình với nhau ấy, thì chú cứ nói đúng không? Vâng. Đấy, có đi làm thì ví dụ như cháu mà giả hết tiền chú thì chú cứ bảo, còn cháu mà chưa giả tiền cho chú thì chú cũng phải nói để cho các ông các bà hiểu. Wow. Đấy. Và trong cái công trình nhà Yến Bơn này, nhà em Quân 14 tuổi ấy, thì cháu có nợ tiền chú không? Không ạ, chú nhận được hết rồi ạ. Wow. Đấy cô bác ạ, qua cái video và qua những thước phim mà anh em cháu chia sẻ ấy, thì có một số cô bác cũng bình luận là không được tích cực cho lắm, thì cũng bình luận bảo rằng là cháu là ăn chặn tiền của chú Phúc ở bên công trình của nhà em Quân là 20 triệu. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì qua cái video này cháu cũng muốn hỏi luôn là chú Phúc là cháu đã giả tiền chú chưa, mà còn nợ tiền công trình nhà em Quân không? Nhà em Quân, cháu Quân là cho hết rồi, không nợ 1.000 nào cho. Đấy. Vâng. Đấy, thì cháu cũng luôn luôn nói rồi, chú cũng là hoàn cảnh khó khăn mà anh em thì ở cùng quê với nhau, thì cháu cũng mong muốn là chú đi làm cùng với anh em cháu để chú có việc làm ở gần nhà. Tại vì bây giờ chú là có 7 người mà một người lao động chính là chú, nuôi vợ này, nuôi mẹ ốm đau này, một chị gái bị câm điếc bẩm sinh này, và 2 đứa con nữa. Đấy. 3 đứa con chứ. 3 đứa nữa. Tổng nhà chú là có 7 người à? Vâng. Đấy. Mà một lao động chính thì cũng muốn là chú ý đi làm, và nếu như bản thân của cháu mà kiếm được tiền ấy thì cháu cũng rất là muốn để giúp đỡ chú đấy, và muốn hộ chú ấy. Nhưng mà cái này thì chúng cháu cũng không có, nên là khi mà nhận được quà của các bác thì chúng cháu cũng trao đến tay của chú hết rồi. Và tất cả công trình đây là tiền của các bác gửi đến cho, để anh em cháu là làm công trình. Cho nên là khi mà chú làm xong thì cháu cũng giả hết tiền, nên là nhiều bác hiểu nhầm bảo rằng là cháu lấy tiền của chú 20 triệu chưa giả. Đấy, có bình luận lên trên kênh rất là nhiều, thì có thể là một số cô bác chưa hiểu, nhưng mà khi mà bình luận lên như thế thì có những bác đấy, đang tin tưởng vợ chồng cháu, đang muốn gửi tiền, thì lại xem được những bình luận như vậy thì nhiều bác lại sẽ suy nghĩ khác. Đấy, lại suy nghĩ về vợ chồng cháu là như thế này, đấy, không thật thà, đấy, không giả tiền hay thế kia. Nên là hôm nay thì cháu cũng muốn đính chính lại, có cả chú Phúc ở đây thì muốn hỏi chú một chút để cho cô bác ở trên kênh là cùng biết. Đấy, cháu không nợ tiền của chú Phúc 1.000 nào cả, công trình nào cháu cũng giả hết tiền, và nhận được phần quà nào cháu trao đến tận tay cho chú luôn. Đấy, thì hôm nay thì có phần quà của chị Hồng Anh ở bên Mỹ là gửi đến cho chú 5 triệu nhé. Vâng. Đấy, thì cháu cũng gặp chú ở công trình ấy thì cũng trao cho chú luôn, tại vì bây giờ bà thì đang ốm, cũng rất là cần một cái khoản tiền để mà đi chữa bệnh và mua thuốc cho mẹ đúng không? Vâng. Bây giờ mà có đủ tiền thì chú có muốn đưa mẹ đi khám ở bệnh viện lớn không? Có. Chú cũng mong muốn thế. Bây giờ đi khám ở bệnh viện lớn thì ít nhất phải có trên 20 triệu thì mới đủ kinh phí để mà đi khám được, đúng không? Vâng, thì cho chú Long cái này xong em gốc gốc xem nếu mà đủ 20 triệu thì đưa bà xuống bệnh viện lớn khám thế nào mới biết là lấy thuốc để chữa cho đấy cho mẹ. Thì cháu cũng bảo nếu mà bây giờ được các bác hỗ trợ, ví dụ mà được các bác mà ủng hộ có tiền cái là mình sẽ đi luôn, không cần phải đợi xong cái công trình này. Bệnh tật thì chú biết rồi, bây giờ mình chậm một ngày ấy, kể cả nếu mà chẳng may chậm một ngày xuống dưới kia mình cũng không cứu được đâu. Nên là càng nhanh càng tốt thôi. Đấy, mẹ của chú chắc năm nay được hơn 60 tuổi rồi chứ? Hơn 70 rồi. À, hơn 70 tuổi đúng không? 70. Người già ấy thì là rất là nhiều bệnh luôn. Cứ một bệnh cái là lại lan ra ấy, xong là phát triển nó nhiều bệnh đi cùng nhau lắm. Nhá. Nên là xem nếu mà cháu mà may mắn có duyên với các bác mà nhận được tiền mà hỗ trợ chú Phúc mà đưa mẹ đi khám ấy, thì anh em cháu sẽ đưa mẹ của chú Phúc đi khám. Đấy, tiền thì lúc nào mà chú nhận được thì cháu sẽ trao cho chú. Còn ví dụ như chú nhận tiền thì chú cứ giữ đi, xong là ví dụ như lúc nào mà có may mắn mà được các bác mà gửi tiền mà bảo hỗ trợ cho đi khám thì chú sẽ cầm cả cái tiền mà cháu đã trao và tiền của các bác mà gửi đến nữa đủ ấy thì chú cháu mình sẽ đi khám nhá. Chi tiêu thì chú mua thuốc gì, chi tiêu như thế nào thì chú tự cầm tự chi luôn. Đây là cái số tiền của chị Hồng Anh ở bên Mỹ, 5 triệu nhá. Đấy, 500 này, 1 triệu luôn này, 1 triệu này, 2 triệu này, 3 triệu này. Đây, đâu, thừa một tờ. Đấy, 3 triệu này, 4 triệu này, 5 triệu này. Đấy, đây là số tiền chị Hồng Anh ở bên Mỹ gửi, là có nhắn với em là bảo cho chú Phúc là đưa mẹ đi khám nhá, để hoặc là mua thuốc chữa bệnh cho bà nhá. Đấy, bây giờ là chú gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Anh ở bên Mỹ nào. Vâng, cháu xin cảm ơn chị Hồng Anh ở bên Mỹ, chúc chị luôn luôn mạnh khỏe, đã trao phần quà cho em rất là nhiều, em xin cảm ơn ạ. Số tiền này phải nói là số tiền rất là lớn nhỉ? Vâng. Số tiền này bằng lương của chú đi xây một tháng chưa? Một tháng rồi. Bằng lương của chú đi xây một tháng? Vâng. À, đấy, 5 triệu. Đây thì không phải là gửi cho chú đâu nhá, gửi cho bà đi khám bệnh thôi nhá. Đấy, chúc mừng chú nhá, đây, bắt tay gái. Đấy, hôm nay thì các bà rất là nhiều. Cháu cũng trao phần quà đến cho chú rồi, chú đã nhận đủ rồi các bác ạ. Một lần nữa thì cháu cũng thay mặt cho chú Phúc và gia đình xin gửi lời cảm ơn đến chị Hồng Anh ở bên Mỹ rất là nhiều. Cảm ơn những phần quà hết sức là to lớn của chị gửi đến các hoàn cảnh, và chị đã đồng hành cùng với vợ chồng em rất là lâu. Đấy. Thôi bây giờ thì chú nhận đủ tiền rồi, đi làm thôi nhỉ? Đi làm vợ chồng cháu sẽ nấu cơm nhá, tí nấu cơm xong thì anh em mình sẽ ăn cơm. Nhá. Đấy, ông dì thì đi đẩy gạch. Đây, lên trên này là phải lấy kéo các bác ạ, kéo mới lên được. Ui rồi, ui rồi. Bây giờ làm thế này. Xe phải lái hơn mà yếu. Hai bác là khỏe phết đấy nhé. Bác gì có uống rượu không? Có thì uống, không có thì không uống, đúng không? Hai người đẩy gạch, ba người xây là thoải mái luôn nhỉ? Ôi. Xe rùa này non hơi rồi. Non hơi rồi. Hình như còn thùng hơi sao ấy. Xe rùa cái nào cũng hỏng hết. Hỏng hết à chú? Vâng, đây thì điện không hàn được. Nếu mà hàn được thì lấy cái máy hàn về đây để hàn. Ô, điện này kéo điện lưỡi về không hàn được à? Không hàn được đâu. Máy kia làm mái không biết làm thế nào ấy. Làm mái thì nếu mà kéo được điện thì phải kéo luôn. Mấy nữa nếu mà chung điện mà kéo ấy thì kéo điện lưới về, chọn điện lưới về luôn, xong là hàn luôn các bác ạ. Đây vẫn là điện lưới. Mấy giờ mới nghỉ ăn cơm đấy? Nghỉ rồi. Nghỉ rồi à? Vâng. À thế bây giờ đi nấu cơm thôi nhỉ? Vâng. À, cháu đi nấu cơm để cho mấy anh em thợ ăn, chắc là cũng đói rồi. Bác gì cũng nghỉ rồi chứ? Làm một chuyến nữa à? Vâng. Vâng vâng, thế đi làm đi để cháu nấu cơm nhá. Đây đây bác ơi nghỉ tay đã, nghỉ tay đã. Dừng xong là ăn bánh tí xong là mình đi làm chuyến nữa nghỉ. Đấy, hôm nay thì đây là bánh kẹo của chị Mí Hạnh. Chị Mí Hạnh là ngày trước là có gửi cả gạo đến cho bác ấy, còn nhớ không bác? Trước Tết này. Đấy, cả gạo cả phong bì đấy. Đấy, đây là bánh này. Đấy, ngồi nghỉ ngơi đó, ngồi kia để ăn bánh đó. Đấy chú. Đấy, lấy bánh này đi ăn đi. Này. Ngon lắm đấy nhỉ. Ăn đi, bánh này ngon lắm. Đây mấy anh em, hai anh em vào ăn bánh đó. Đấy, bánh này ngon lắm. Đây, ngồi đây đi. Không gì vào rửa tay và ăn bánh đấy nhá. Bánh này ngon lắm. Đây chú. Ôi, nhiều thế. Đấy, hai anh em vào ăn bánh đi. Bánh này ngon lắm. Ăn bánh đi. Đây, có gì? Đây còn hộp nữa. À đây hộp này để cho cháu. Cháu mời các ông các bà nhá. Ăn đi chú. À kia là anh gì nhỉ? Anh A Đơn. A Đơn đúng không? A Đơn là ra làm hay là đi chơi thôi? Bánh này ngon lắm. Ngon không chú? Ngon mà. Bánh này ngon lắm. Ăn đi bác ơi. Ăn bánh xong để còn có sức mà đi đẩy ấy. Vâng. Đây còn một hộp nữa nha bác nha. Để ăn bánh xong là mấy anh em thợ xây thì nghỉ rồi, còn hai chú thì hai bác thì vẫn đi đẩy một chuyến gạch nữa nhờ. Mấy anh em thợ xây là sáng nay làm sớm hơn à? Vâng, làm sớm. Chú thì nó sáng nay đưa đứa bé đi về làm. Vâng. Hy vọng là thời tiết nắng cho tầm 20 ngày như này thì xong có nhà mới ở luôn. Làm xong nhà có làm cơm lên nhà mới không à bác gì? Không có chứ. Không có cái gì mua. Cơm để ăn thôi. Vâng. Không có cái gì. Chú A Đơn mấy hôm nay là chưa có việc làm nên là chưa gọi chú ấy xuống đúng không? Vâng. Chiều nay bảo A học ca cũng lên không biết liền. À. Nhưng mà anh A Đơn là vào đây làm rồi chứ hay là đi chơi thôi? Vào đây làm. À vào đây làm à? Vâng. Thế à, chiều nay lại tăng cường hai người làm nữa. Không biết A Hầu Ca có lên không? À, A Hầu Ca nếu mà lên thì là làm mới hợp nhỉ, không thì hai người xây mà hai người phụ thì nhàn quá. Cái cây đấy làm gì à? Chú. Cháu kia lên à? À. Rau ít thế, su su. Cái này chắc làm canh thôi nhỉ. Ở đây ông của Quyết ấy cũng chả trồng được cái rau gì ăn cả các bác ạ. Nên là hình như là ông toàn đi xin đâu về thôi. Đây, mấy anh em thợ bây giờ mới nghỉ. Bây giờ là 11:30 rồi. 11:30. Ở đây thì cứ buổi chiều tối ấy, tối nào cũng mưa luôn. Các bác nhìn thấy là xung quanh toàn là sương mù bao quanh hết rồi. Đấy, không có nhà. Chỉ có toàn cây cối, sương mù dày đặc luôn. Đi đâu ấy? Đi rửa. Này ông gì chắc hẳn từ tên giờ. Em hộ ông rửa luôn nhé. Đây, em Yến đi theo là có việc làm luôn đấy các bác. Có nhà ông có dầu rửa bát không? Có mà. À. Đâu nhỉ? Vừa nãy như em mang sang kia lấy về chưa? Đấy, một đống bát luôn các bác. Cho em Yến rửa hộ ông luôn. Nước này có sạch không nhỉ? Có phải nước nguồn không? Nước nguồn đấy. À. Sáng nay là cháu cũng mua 2 cân thịt lên trên này để cho mấy anh em thợ, mấy cả cho ông ngoại của bé Quyết đây. Thịt ngày trước Tết mua lên cho chắc hết rồi. Chả thấy treo ở đâu nữa. Tết bây giờ chuẩn bị đến tháng 2 rồi. Mấy nữa ăn Tết tháng 2 thì mấy anh em thợ lại phải nghỉ về nhà chứ. Anh em chú cháu là dân Tùng Nùng ấy thì là đến tháng 2 lại ăn Tết. Ăn Tết 5 ngày. Ăn Tết to hơn cả ăn Tết Nguyên Đán kìa. Có thảo quả không nhỉ? Đập ít thảo quả cho vào thịt cho nó thơm. Đấy, thái nốt miếng đấy chắc đủ rồi ấy. Xong là ướp muối vào để cho tối nay cho mấy anh em ăn. Không thì thái hết thì tối mà không ăn hết thì tối cứ xào lại. Không thì để lại tối nay thái cũng được. Thái hết hay tối nay khắc tự thái à chú Phúc ơi? Hả? Thái hết hay là tối nay chú khắc tự thái? Ướp muối thì để tối thái đi. Tí thái hết là không có để được tối nữa đâu nhỉ? Thái hết là phải ăn hết đấy. Thưa cô bác là vừa rồi thì anh em cháu là nấu cơm xong rồi. Đấy, bây giờ thì chuẩn bị ăn cơm thôi. Đây, đưa cháu ơi. Món này là Tiết nấu với ngọn su su đúng không? Chú Phúc. Ớt này mới làm hay là làm lâu rồi? Ông gì ăn cơm ấy, ông gì ơi? Ô, sao là còn để 19 con thịt thế này, em để vào trong chảo mà. À. Cơm đi, chú ơi. Cháu mời các bác ăn cơm nhá. Ông gì ấy vào ăn cơm đi. Ê. Ông gì ngồi kia. Gạo sắp mốc hay sao ấy nhờ? Không gì nhỉ? Đây ngồi đây. Ăn cơm đi, cháu mời các bạn ăn cơm nhá. Mời mấy anh em ăn cơm đi. Thưa các bác anh chị là vừa rồi thì cháu cùng với cả đội thợ anh em Chú Phúc là ăn cơm rồi các bác. Bây giờ thì cũng trời nắng lên rồi. Nếu mà cái nắng như này tầm 2 hôm thì những vật liệu lại xuống đến đây rồi. Cháu cũng ăn cơm xong là di chuyển về các bác. Thước phim của cháu chia sẻ đến đây cũng khá là dài rồi. Cho cháu kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo trên kênh Quyền Yển TV. Xin chào các bác.